Chị ơi cứu em, bữa nay em tụi bạn thân có hẹn nhau đi ăn lẩu mà tụi nó giao cho em nhiệm vụ là làm cái chấm thì làm sao cho một chấm là sai giống hai bên không sai hết chị. Ok, chị sẽ giúp em trở thành bá chủ bàn nhậu trong đêm nay. Đầu tiên chị sẽ chỉ cho em cách làm nước chấm lẩu thịt cẩm hoặc là nước chấm lẩu thịt bò. Mình sẽ cần có 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh mì chính và 1/4 muỗng canh tiêu. Khuấy đều lên cho tan hết. Cuối cùng mình cho tỏi băm và ớt thái lát vào. Đơn giản mà đảm bảo ngon hết sảy. Món nước chấm tiếp theo thì cần hơi nhiều nguyên liệu nhưng cách làm cực kỳ đơn giản và rất thích hợp với các món lẩu có nhiều thịt. Cho món này bạn sẽ cần có 1 muỗng canh mè rang, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm, 1 muỗng rưỡi dầu mè, 1 muỗng canh bơ đậu phụng, nửa muỗng gừng và tỏi băm và 1 ít ớt bột. Và cuối cùng là nước chấm mù tạt, siêu hợp ăn với lẩu hải sản luôn. Cho món này em sẽ cần có 1 muỗng canh mù tạt, 1/4 muỗng muối, 1/4 muỗng mì chính, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 ít nước cốt chanh và ớt thái lát. Ngoài đều lên nào rồi cứ thế mà chấm thôi. Có được bí kíp làm những loại nước chấm này thì bá chủ bàn lẩu trong tầm tay em nha.